Tên là Phương Phi. Mình 5 tuổi. Mình học lớp trời. Rồi mình học Bảo Giáo Mỹ An, phường Thủ Thừa, tỉnh Long An. Mình học lớp lá 1. Mình ở trên Mỹ An, phường Thủ Thừa, tỉnh Long An. Mình hát bài Tùng Vinh Vinh Vinh, các Tùng Vinh Vinh Vinh, bếp vui heo chân cây cái đó linh đình. Cái ông chân xanh có gì mày bao là, có anh vàng tươi còn cái sen sân nhà. Bà ơi bà chứ yêu bà lắm, tóc bà trắng, bà trắng như mây. Yêu bà cho năm bàn tay, cháu phân lời cháu biết bà vui. Một bông hoa đỏ, một bông hoa vàng, em thích cành hoa là bông hoa tươi. Sống trong con đường cơ ra cũng vừa đi hết ấp đó. Mình đọc thơ bài. Bà bàn tay cô giáo, bàn tay cô giáo để đắp cho em về nhà mẹ khen. Tay cô đến khéo, bàn tay cô giáo vả áo cho em. Bàn tay cô giáo giống như chị cả, giống như mẹ hiền. Mắc lên. Mình xin giới thiệu, mình hát một bài nữa là bài đi học. Đi học hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên lương, một mình em tới lớp. Trường của em bè bè, năm lần ở vườn cây. Cô giáo em che chẻ, dạy em hãy cước hay. Khu rừng hôm đòi mặn, nước suối trong hầm hì. Cổ xe ô che nắng, không mát đường em đi. Tác giả Minh Chính. Hết bài. Rồi, còn lần nữa à. Xin chào mấy bạn.